Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay bữa rày cả nhà, mưa nhiều lắm luôn. Cây của mình hôm nay nó đất nó hơi bị dẻ nè. Bây giờ mình ra vườn mình xới đất á cả nhà. Và mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà những cái số ngó mà ngó nào mình cần lấy và ngó nào mình không cần lấy cả nhà. Cây này hôm nay cho ngó nhiều lắm luôn. Một ngó nè, hai ngó nè, ba ngó nè, bốn ngó nè, ở trong đây một ngó, hai ngó nữa nè cả nhà, đó, sáu ngó luôn một cây. Nhưng mà mình muốn chia sẻ cả nhà là mình nên bỏ bớt đi ha, cái nào mình cần lấy thì mình lấy, với những cái lá già này nè cả nhà nên tước bỏ đi, tại bây giờ là mùa mưa. Mà nói chung là luôn luôn lúc nào mình cũng chia sẻ với cả nhà là những cái lá già này mình nên tước bỏ. Bởi vì những cái lá này thì nó không có giúp ích được gì cho cây hết. Và đồng thời nó mất ăn mất cái dinh dưỡng. Mà nếu mà để nhiều quá thì nó sẽ dễ bị gây mầm bệnh đó cả nhà. Cả nhà xem nè. Cái bụi của nó chỉ như vậy thôi ha. Nhưng mà cả nhà coi cái ngó của nó nè. Nó ra tới 6 ngó luôn á cả nhà. Nhưng mà mình sẽ bỏ bớt cái một cái ngó nhỏ này đi ha cả nhà. Đó, ngó. Mà sao mình tiếc quá à. Ngó nào mình thấy cũng đẹp hết cả nhà. Ngó nào cũng to, cũng khỏe hết á. Bây giờ mình đang lưỡng lự. Nhưng mà nếu mà cây khỏe như vậy thì cả nhà có thể để hết luôn ha. Bây giờ mình cũng xới đất lên đi cả nhà. Tại vì mình luôn luôn chia sẻ với cả nhà là vào mùa mưa thì mình thường xuyên xới đất cho cây để rễ cây nó được thông thoáng hơn. Nó không có bị thối rễ á cả nhà. Tại vì nước nhiều quá rồi ẩm ướt quá thì nó dễ gây thối rễ ha. Còn cây này nè cả nhà thì nó cũng cho ngó rất là nhiều. Hiện tại là cây này cho mình tới 4 ngó luôn nè cả nhà. Bởi vì luôn luôn lúc nào mình cũng chia sẻ cả nhà là mình vào cái mùa mà rơi vào cái thời điểm mà nó hết trái á thì cây nó sẽ cho ngó nhiều lắm luôn. Đất mình thì cũng xốp chứ không đến nỗi là dẻ. Nhưng mà mình muốn xới để cái rễ cây nó được thoáng hơn thì nó sẽ tốt cho cây. Đất nó không bị chua, đất nó thông thoáng thì nó giúp cho cây của mình nó phát triển tốt hơn. Đó. Thì mình muốn chia sẻ với cả nhà. Và những cái ngó đây, những cái cây đây thì mình chưa có đầy 2 tháng tuổi hết cả nhà. Ngó này là cây này là cây mô mình trồng á cả nhà. Nhưng mà những cây đây á là thường thường là những cái cây mà mình ship cho khách đó cả nhà thì cây nó già. Đó, cây già, cây bị bé nè, rồi cây bị gãy đọt nè thì mình mang ra vườn mình trồng thì bây giờ là nó gần được 1 tháng mấy tuổi nè cả nhà. Thì cây nó đang bắt đầu cho bung ngó ha. Nhưng mình chia sẻ cả nhà cây thời điểm này là không nên để ngó. Bây giờ mình cắt bỏ. Đó. Mình nên cắt bỏ mấy cái ngó này đi. Mình dưỡng cây nha cả nhà. Dưỡng cây tầm khoảng 1 tháng nữa thì mình mới lấy ngó nha cả nhà. Thì cũng rất là tiếc luôn. Ngó như vậy mà mình bỏ cũng tiếc lắm. Nhưng mà mình cảm thấy nó không có ích cho cây á. Thì mình ngắt tay đi cho nó nhanh nha cả nhà. Đó. Mình nên ngắt bỏ đi nha cả nhà. Thì những cái ngó này thì nó sẽ làm mất dinh dưỡng cho cây đó. Thì mình nên bỏ đi. Còn những cái ngó nào cần lấy á, thì mình sẽ lấy. Như những ngó đây thì mình sẽ lấy cho nhà hạt xem ha. Thì mình luôn luôn chia sẻ với cô chú anh chị á, là cũng thích cái thời điểm mà nó hết trái thì cây sẽ bắt đầu cho ngó. Thì đây là mình có một cái ghim sắt nè cả nhà. Mình làm một hũ ghim luôn nè cả nhà. Thì thường thường á thì nếu mà mình làm bằng cây tre thì nó có thể tốt hơn. Nhưng mà mình không có thời gian để đi chặt tre, ở nhà mình có kẽm thì mình làm một cái cây kẽm như thế này ha. Cây ghim như thế này thì mình có thể ghim vô. Bây giờ mình ghim cho cả nhà xem nè. Thì cây kẽm á, mình khuyên cả nhà nếu là cây kẽm thì cả nhà đừng xịt ghim sát quá, ghim cho cây cố định là được. Đó. Nhánh cái ngó này nè, nằm cố định là được, không cần phải bó sát quá.
nếu như sát quá thì nó khi mà cái ghim này là cả nhà nó ra sẽ ra sét á, trời mưa mà nó sẽ có sét thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái ngó của mình, nó mất dinh dưỡng, thì mình chỉ ghim nhẹ vô đây thôi để cho nằm cố định không lắc qua lắc lại là được hết cả nhà. Thì mình cũng chia sẻ với cả nhà là cái cách của mình làm á thì nó cực kỳ là đơn giản, mình có gì thì mình làm cái nấy thôi, mình không cầu kỳ. Đó, ngó này mình cũng có thể lấy sớm được rồi này ha, mình lấy luôn tại vì mình cũng không có thời gian, lấy như vậy thì cũng được, nhưng mà khi ra được 2-3 lá thì mình lấy cũng được chứ không có vấn đề gì hết. Đây, mình chuẩn bị mình sẽ lấy cây này để ha cả nhà. Nó cây này hiện giờ thì mình lấy ngó được 3 ngó, mình lấy 3 ngó lớn này đi. Giờ mình chia sẻ với cả nhà cái ngó này nè, cái ngó này nó ra ngó nữa nè. Ngó này mình thường hay gọi đây là ngó cấp 2 ha cả nhà, mình ngắt bỏ đi. Đó, mình chỉ lấy cái ngó F1 thôi. Đó, F1 như vậy là mình lấy. Còn những cái đây á thì mình nên bỏ đi, tại vì mình chủ yếu là mình lấy dưỡng cây cả nhà. Mình lấy ngó nhưng mình dưỡng cây mẹ cho nên là những cây này mình không cần thiết. Ngó này thì mình cũng vẫn lấy luôn. Thì cây này mình lấy được 3 ngó. Thì cả nhà biết rồi đó, thay vì mình lấy ngó thì cứ ngó mập là mình lấy cả nhà. Hôm nay á vườn mình á, ôi cây cái bằng cho ngó cực kỳ luôn, rất là nhiều luôn á cả nhà. Bởi vì cái mùa này là cây nó hết trái rồi, bây giờ thời điểm này thời điểm nó cho ngó thì mình lấy ngó nó đi. Cái thường thường á thì mình hay làm một cái này nè cả nhà. Đó, cái này để mình treo vô nè cả nhà. Đó, mình treo nó vô đây thì nó không có chặt cho cái cây này cây mẹ, nhưng mà cái bầu này nè cả nhà nó mỏng quá, mình không thể gác vô trong cái phen sắt này được hen cả nhà. Đó, nó mỏng quá mà mình gác vô cái phen sắt thì nó sẽ rớt xuống, thôi thì mình cứ để tạm đây đi, tạm chừng 10 ngày thôi chứ không lâu đâu, mình có thể cắt ngó được rồi. Đó, mình gác tạm vô đây cả nhà. Thì cả nhà biết không, trong khi mà mình lấy cây á, cái ngó ngó dâu tây á thì mình cứ lựa cái ngó nào khỏe đẹp thì mình lấy, chứ không nhất thiết là phải một cây mình lấy mấy ngó đâu hả cả nhà. Nếu ngó khỏe cây khỏe thì mình lấy được nhiều, còn ngó không khỏe cây không khỏe thì mình lấy ít, mình lấy một cái ngó thôi. Cả nhà thấy cây của mình bắt đầu ăn trái dừa hết luôn á, mình dưỡng lại, mình vô phân dưỡng lại, nó rất là nhanh luôn, cây nó nhanh phục hồi luôn. Thì nó phục hồi thì nó sẽ cho mình ngó như tiếp cái đợt ngó. Thì bây giờ mình sẽ lấy ngó chứ không còn những cái lá mà già thì mình ngắt bỏ đi chứ mình không nên lấy mưa cả nhà. Thì cái ghim sắt này cả nhà đừng có nhặn sâu quá, ghim vừa nó vừa dính là được, tại vì nó chỉ trong vòng 2-3 ngày là nó ra rễ rễ rồi, nó sẽ không lăn đi lăn lại đâu, tại vì cái ghim sắt mà nó sẽ rỉ sét, nó không tốt cho cái giòi ngó, cho nên mình chỉ ghim như vậy. Nó ra rễ là được rồi, không nhất thiết là nó phải dễ lắm. Như cây đây mình lấy được là 4 ngó hết cả nhà, 4 ngó, nhưng hiện tại mình lấy được 3, còn 1 ngó là nó chưa có, còn ngó này nó chưa có lá nè, mình để lại cho cả nhà xem ha. Luôn lúc nào mình làm á, mình trải nghiệm, mình trải nghiệm với bà con thì mình mới chia sẻ ha. Mình trải nghiệm mình thấy thành công thì mình chia sẻ với bà con để trồng, chứ mình không phải là nói mình chỉ chia sẻ thôi đâu. Đó, thì bây giờ cái này cũng là cái ngó hai của nó nè, mình bỏ. Nhưng mình cũng muốn trải nghiệm nha cả nhà. Thường thường mình nghe những cái anh chị mà người ta có trồng qua rồi á, người ta có kinh nghiệm chia sẻ thì người ta nói là mình không nên để cái ngó cấp 2, bởi vì ngó cấp 2 thì đôi khi nó sẽ không, trái nó không có đạt hiệu quả. Thì hôm nay mình muốn trải nghiệm á cả nhà, thì mình sẽ để thử một ngó, thì ngó này nó đẹp quá thì mình để thử một ngó, lấy ngó cấp 2 thử coi sau này cái ngó này nó có trái nhiều không hết cả nhà. Nếu mà sau này trái này cây này mà
chứng khoán cấp 2 này nè cả nhà, mà nó có trái nhiều đạt hiệu quả thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem ha. Mình sẽ lấy cây đây là làm cái mình thử nghiệm coi, mình trải nghiệm coi như thế nào ha. Đây là cây nhiệt Hana của mình, và cây hôm nay thì nó cũng khỏe đó, không có sâu bệnh nè. Thì bữa rày cả nhà mưa lắm luôn, mưa dữ lắm, thì bây giờ mình xới sơ cái đất lại để cho nó thông cây. Thì mình vừa lấy ngó mà mình vừa xới đất cả nhà. Thì mình làm đến đâu mình quay đến đó đó cả nhà, để cả nhà mình cùng trải nghiệm cùng mình ha. Và những cái cách trồng của mình luôn luôn lúc nào cũng muốn cô chú anh chị các bạn mà trồng được đạt hiệu quả giống mình, chứ mình không muốn mà làm cách này thì chia sẻ cách khác để cho bà con mình trồng không được, là mình ích kỷ mà che giấu kinh nghiệm trồng. Mình muốn là ai cũng trồng được, bởi vì mình mà bán cây mà cả nhà, mình bán cây thì mình chia sẻ rất nhiệt tình để cho cô chú anh chị trồng giống như mình, mua cây mình về trồng, trồng theo kỹ thuật của mình thì nó đạt hiệu quả. Sẵn tiện đây á, mình muốn chia sẻ với cả nhà một cái vấn đề mà phải nói là mình rất là buồn, phải nói là buồn lắm luôn. Vừa rồi mình có ship đi đi Bình Dương 20 cây cấy mô cả nhà, thì cây của mình đi đến nơi á, thì cả nhà biết rồi, shipper đi mà, thì đôi khi cái thùng giấy á, ở ngoài thì nó có bị mớp một tí, nhưng mà bên trong cả nhà của mình cũng có làm một cái clip mà mình chia sẻ, cả nhà cũng biết rồi cách đóng hàng của mình. Nếu cả nhà mà mình cách đóng hàng của mình á, thì mình không đăng trên YouTube, nhưng mình chỉ có đăng trên Facebook của mình là Thu Thủy ha. Cả nhà thử vô Facebook của mình, cả nhà biết cách đóng hàng của mình là như thế nào. Mình đóng hàng luôn luôn lúc nào mình cũng chú trọng một cái làm chú trọng cái mình rất là chú trọng cái đạt hiệu quả ha, cái uy tín lên hàng đầu ha. Mình rất là chú trọng điều đó, không phải mình bán mà mình chỉ lấy tiền của cô bác thôi, mà mình không chú trọng tới cái vấn đề kỹ thuật đóng cây đi như thế nào, và cây đến nơi có đẹp hay không, có bị hư bung bầu hay không. Cho nên mình rất chú tâm về vấn đề đóng cây. Nhưng cả nhà biết không, vừa rồi mình mới giao một cái đơn cây chỉ có 20 cây thôi cả nhà, nhưng mà thật sự buồn lắm luôn. Cây đi đến nơi á thì khách chê là cây của mình là nó bị dập, bị bể, bị thùng nó bị giống như là thùng của nó bị mớp, cây dập không lấy, bây giờ bớt tiền thì khách mới lấy. Thì cả bà con mình biết rồi đó, cô chú anh chị cũng biết rồi, cây thì cây giống mà đã cây dâu tây là nó là thuộc về cái dạng là rất nhạy cảm và rất mềm mỏng. Giả sử như chúng ta mà không kỹ lưỡng thì cây nó sẽ bị chết hoặc là dập, rất dễ dập luôn. Nhưng mà mình đóng hàng á thì mình bó rất là kỹ luôn. Mà vừa rồi mình giao qua bên đó thì chị đó chỉ nói là cây bị dập, thì mình có nhờ chị đó là chụp hình gửi qua cho mình để mình coi cái hiện trạng cây như thế nào. Mình luôn luôn cũng nói, mình bán cây mình cũng nói với cô chú anh chị là như vậy, nếu cây mình đi đến nơi mà bị dập, thì dập ít á, thì cô chú anh chị lấy giùm, mình sẽ bớt tiền. Còn nếu mà tình trạng nó dập nhiều quá thì mình sẽ bù cây cho anh chị đó. Nếu mà nó bị một hai cây mà nó hư hoàn toàn á, thì anh chị cứ được chụp hình lại gửi qua Zalo cho mình. Zalo của mình cũng là số điện thoại của mình là 0908 620877 đó, cứ gửi trực tiếp qua hình qua cho mình. Nếu mình cảm thấy cây như là như anh chị nói thì mình sẽ bù cây lại, chuyến hàng đơn, cái đơn hàng sau hư mấy cây mình bù lại mấy cây. Chứ mình cũng là người trước đây mình chưa bán cây, mình cũng là người từng mua cây á cả nhà, nên mình rất là hiểu luôn. Nhưng mà khi chị đã chụp cây gửi qua cho mình á, thì mình thấy cái hiện tượng của cây là không hề hư ha, không hư tí nào luôn, không bị dập, không bị úa, không bị gãy đọt. Mà chị đó kêu là bớt tiền,
thì mình vẫn bớt tiền, mình bớt 40.000, tức là còn 200.000 là trong 20 cây. Thì chị đó nó mới là bây giờ nếu 150.000 thì chị đó lấy, còn 200.000 thì chị đó không lấy, thì mình cũng chấp nhận ok luôn cả nhà. Cả nhà cũng biết rồi, cây giống khi mà quay đã đi là đi trong vòng mấy ngày là mình đã kỹ lắm rồi, mà khi mà quay đầu thì đâu phải là kem phấn quần áo gì đâu. Khi mà trả hàng quay đầu á thì coi như cây đó của mình là dục đi, mà cả nhà biết mình đâu có trồng ra được những cái cây cấy mô đâu, mình chỉ được những cây ngó là tại vườn mình có thể nhân ra được, còn cấy mô là mình lấy từ trung tâm cấy mô Đà Lạt đó, rồi về mình chịu nhiệt tất cả 10 ngày hơn 10 ngày mình mới mang ra bán, mình chăm sóc cây ổn rồi mình mới đem ra bán cho bà con, mà trả về cho mình như vậy thì rất là đau luôn. Thì mình mới nói thôi, bây giờ á thì tôi cũng chấp nhận đưa chị một giao lại cho chị 150 luôn, tôi cũng chấp nhận lỗ luôn chứ còn hơn mất trắng. Thì chị đó mới nói là tiền ship 30k, thì chị đó mới nói là tiền ship sao 30k, hồi nãy tôi trả 150 tại sao bán giờ đòi 180. Thì mình mới nói là luôn luôn lúc nào chị mua cây tôi cũng có nói trước, là em nói là bên em chỉ giao hàng thôi chứ không bao tiền ship, thì mấy chị tiền ship là 30k thì mấy chị thanh toán giùm. Chị đã trận thưởng không lấy cả nhà. Thật sự rất là đau, tuy mặc dù đồng tiền nó không bao nhiêu thiệt, mình bán một cây chỉ lời mấy ngàn thôi cả nhà, nhưng mà gặp cái tình trạng khách bơm hàng như vậy thì rất là tội nghiệp cho mình. Cô chú anh chị thấy rồi đó, cây lời mấy ngàn mà bơm 20 cây thì mình chỉ lời được mấy chục ngàn thôi, mà trong khi đó ship á, thì ship cả buổi mới được 20 cây, bởi vì cái cách kỹ thuật ship của mình không có giống như là những người khác. Mình ship á, là mình bó từng đường cây lại. Nếu như cô chú anh chị ai xem cái kênh này của mình thì biết là mình từng mua cây của mình thì biết là kỹ thuật bó cây của mình như thế nào rồi, thì cả nhà cũng biết rồi đó. Mà trong khi đó trả hàng quay đầu thì cả nhà nghĩ thì đau lắm, mất trắng 100% luôn. Mà cây mình đâu phải tự trồng ra được đâu, mình trồng được là chỉ được những cây tại vườn thôi, còn cây cấy mô là mình phải lấy lại của người ta mà. Cho nên là mình luôn luôn xin cô chú anh chị, các bạn nếu ai có thiện tâm mua cây của mình xác định trồng thì hãy mua, chứ mua mà bơm hàng kiểu đó thì thật sự tội cho mình lắm. Mình mất trắng rồi, mình đâu phải bán kem phấn hay quần áo gì đâu đó. Mà nếu như mà quay đầu như vậy là cây của mình là chết hết, không còn. Đã đi đã 2-3 ngày rồi, về 2-3 ngày nữa, nhiều khi vô cục nó đâu có giao liền cho mình, nó để đâu cả, nó quên quên, nó để có khi cả 10 ngày gì vậy, tới tay mình là coi như xong luôn cái kiện hàng của mình rồi. Thôi cả nhà, cho nên mình chia sẻ với cả nhà, cũng nếu ai có thiện tâm thiện ý muốn mua, muốn trồng, quyết tâm trồng, có niềm đam mê thì hãy mua, đừng vui mà mua xong rồi bơm hàng thì tội nghiệp mình lắm. Thật sự cái đó là mình chia sẻ rất là thật luôn.